Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm bài tập về bộ nhớ, một bài tập cơ bản bộ nhớ. Thì đây chúng ta có đề, chúng ta lưu ý ở đề là 8 đường dữ liệu và 8 đường địa chỉ. 8 đường địa chỉ chúng ta sẽ được n bằng 8. 8 đường dữ liệu ta sẽ có d bằng 8. Thì câu A kêu tính dung lượng theo byte. Dung lượng theo byte sẽ là không có nhân cho d, sẽ là c bằng 2 mũ n bằng 2 mũ 8 bằng 256 byte. Câu B, tìm địa chỉ cuối cùng thì công thức của chúng ta là lấy dung lượng trừ đi 1, sau đó chuyển sang số hết. Thì địa chỉ cuối cùng chúng ta là sẽ bằng là chúng ta bấm máy tính. Tôi bấm máy tính mod 4. Thì dung lượng chúng ta đây là 256 byte. Thì muốn lấy dung lượng trừ đi 1 thì bắt buộc dung lượng đó phải là dung lượng byte. Thì lấy 256 trừ 1 bằng, sau đó chuyển sang hết. Ta có FF hết. Vậy ta có kết quả là FF hết. Đây là địa chỉ cuối cùng. Câu C, cho một đĩa chương trình có dung lượng 32 byte ghi vào bộ nhớ bắt đầu từ vị trí đầu tiên, tìm địa chỉ cuối cùng, vẽ mạch chi sức bộ nhớ. Thì 32 byte ghi vào bộ nhớ bắt đầu từ vị trí đầu tiên thì nó rất là đơn giản. 32 byte thì chúng ta là làm tương tự, chúng ta cũng tìm địa chỉ cuối cùng. Địa chỉ cuối cùng 32 trừ 1 chuyển sang hết là 1F. Địa chỉ cuối cùng là 1F. 32 byte. 32 byte ta sẽ có đường địa chỉ từ A0 cho tới A7. Ta ghi ra cho nó dễ. A7, A6, A5. A0. 32 byte ghi vào vị trí bắt đầu đầu tiên. Đầu tiên thì tất cả mọi thứ đều bằng 0. Chúng ta đã xác định địa chỉ cuối cùng của nó là 1FH. Thì chúng ta sẽ 1FH là gì? 1FH là 0001. Đây là 1, còn F là 4 số 1. Người ta kêu vẽ mà, đây là đã xong rồi. Người ta kêu là vẽ mạch chi sức của bộ nhớ. Vẽ mạch chi sức của bộ nhớ ở đây là tương đương với 00H. Đây tương đương với 1FH. Người ta kêu là vẽ mạch chi sức của bộ nhớ. Vẽ mạch chi sức của bộ nhớ thì chúng ta để ý ở đây là đường địa chỉ A7, A6, A5 không thay đổi. Khi nó chạy từ 0 cho tới 32, chạy từ 00H cho đến 1FH thì A7, A6, A5 không thay đổi. Chỉ có thằng A4, A3, A2, A1, A0 bắt đầu thay đổi. Thì chúng ta sẽ vẽ là một cái mạch đếm 5 bit dành cho từ A0 tới A4 và một bộ nhớ. Bộ nhớ ở đây chúng ta đã xác định được là 8 đường dữ liệu và 8 đường địa chỉ. Thì nó sẽ chạy từ A0 cho tới A7 và đường dữ liệu chạy từ D0 cho tới D7. Thì ta vẽ ra. Đây là bộ nhớ của chúng ta. Tiếp theo ta vẽ mạch đếm 5 bit đếm từ A0 tới A4.
Đây là mạch đếm 5 bit. Mạch đếm phải có xung CK tác động. Đếm này là nó đếm lên và không có, nó không cần quay lại. Thì có chân MR ta nói đó. Ta nói vào A0, A1, A2, A3, A4. Nó sẽ đếm dần lên. Từ A0, A4 nó sẽ đếm dần lên sao cho 1111. Còn cái chân A5, A6, A7, A5, A6, A7 thì lúc nào nó cũng vẫn giữ nguyên là không hết. Thì ta sẽ lần lượt ta lấy chân A5, A6, A7. Ta đem đi nối đất. Thì lúc nào nó ở đây nó cũng sẽ là 0, 0, 0. Và ta vẽ đường ra. Vậy là xong bài.